Kính thưa quý mạnh thường quân, thì sáng ngày hôm nay là ngày 10 tháng 9 năm 2023, thì nhằm ngày 26 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, thì được sự tài trợ của quý mạnh thường quân vừa Nguyễn với Phương Linh với Quỳnh Anh với cô Kim Khôi đến địa chỉ này là tổ 6 khu phố 10 phường 4 phố Mỹ Tho để tặng cái khu này là 4 hộ bà con có hoàn cảnh khó khăn bệnh tật. Thì chị tên gì? Phạm Xuân Túc. Rồi em đại diện chị Kim Anh Nguyễn tặng chị 100.000 ha. Rồi chị Phương Linh đại diện cho dì Hồng Nhung tặng chị một túi gạo 10 kg ha. Chị tên gì? Nguyễn Thị Huệ. Rồi em đại diện cho chị Kim Anh tặng cho chị 100.000 với chị Phương Linh đại diện cho chị Hồng Nhung tặng chị 1 kg gạo. Chú tên gì? Dạ chú Kiều. Con đại diện cho chị Kim Anh Nguyễn tặng cho chú 100.000. Chị Phương Linh đại diện cho chị Hồng Nhung tặng cho chú một bịch gạo 1 kg. Dạ. Chú tên gì chú? Phạm Nhân Thơm. Phạm Nhân Thơm. Dạ, con đại diện cho chị Kim Anh tặng cho chú 100.000 với chị Phương Linh đại diện cho chị Hồng Nhung tặng cho chú một túi gạo 10 kg. Dạ. Rồi Nguyễn xin đại diện cho quý bà con nhận quà, xin cảm niệm công đức của quý mạnh thường quân Nhường Nhung với chị Kim Anh Nguyễn, xin chúc cho quý vị luôn được mạnh khỏe tâm an, sẽ cầu sự nguyện được như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Đây cô Kim Khôi. Rồi con cảm ơn Út Nhung rất là nhiều.